đến từ Tân Hoàng Trà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm trà xanh nhà túi lọc của Chí Việt, một sản phẩm rang rất là hot của bên mình. Sản phẩm này thì chủ yếu để mình phục vụ cái phân khúc bình dân, chuyên để làm cho những quán trà chanh cốt thấp, và cái ưu điểm sử dụng của nó thì cũng rất là tốt. Sản phẩm được đóng với 45 túi lọc 10g, mỗi túi 11g. Mỗi túi lọc này chúng ta pha được 2 cốc rưỡi đến 3 cốc trà chanh, tùy theo cái khẩu vị của mọi người. Mọi người thích đậm trà chúng ta pha được 2 cốc, mà thích đẩy vị chanh và vị quất lên thì chúng ta pha được 3 cốc. Thì với cái định lượng sẵn như thế này, áp dụng thêm cái máy đảo trà, chúng ta sẽ pha được rất là nhanh, và chúng ta không bao giờ bị sai khi mà chúng ta thao tác pha chế ủ trà. Chúng ta sẽ cùng đi vào xem cái hướng dẫn cách sử dụng của cái sản phẩm này như thế nào nhé. Thì với các cái khóa học như khóa học trà sữa, khóa học trà chanh, khóa học trà rau má và các khóa học trà đồ uống của mình thì đều có cái sản phẩm hàng đi kèm, chúng ta sẽ có thể sử dụng được ngay. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Ta sẽ bắt đầu đi ủ trà xanh nhà túi lọc nhé. Trà xanh nhà túi lọc thì đã có định lượng rõ ràng, từng túi lọc nhỏ là mỗi túi là 11g. Thế nên là các bạn sẽ không cần phải đong đếm nữa, chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái một túi lọc và chúng ta sẽ đong thêm nước thôi. Mỗi một túi lọc chúng ta sử dụng 350ml nước cho một tép và làm được khoảng 2 cốc size M. Chúng ta sẽ ủ trà trong vòng 6 phút. Các bạn lưu ý một chút là nước, chúng ta sử dụng nước là chúng ta sử dụng nước từ 70 đến 85 độ C, không dùng nước 100 độ C. Thì khi chúng ta sử dụng nước 100 độ C thì khi ủ trà xanh sẽ tạo ra cái độ chát, bởi vì có nhiều axit tiết ra, và khi uống thì nó gây mất ngủ, không tốt cho sức khỏe. Và 350ml nước, thời gian ủ là 6 phút. Các bạn có thể sử dụng ngay sản phẩm này sau khi ủ xong, hoặc chúng ta có thể chúng ta có thể thêm 200g đá cho 1 lít đa thành phẩm, bảo quản trong bình ủ trà để dùng trà trong cả ngày nhé. Chúc các bạn thành công.